Sau khi ổn định nơi ăn ở tại Gotemba Resort, hôm nay ngày 16 tháng 7, đội tuyển U18 Việt Nam đã bước vào vòng quay tập luyện trong cả buổi sáng và buổi chiều. Thời tiết tại Gotemba thời điểm này tương đối thuận lợi cho kế hoạch rèn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nền nhiệt dao động từ 23 đến 26 độ C, rất mát mẻ và tạo cảm giác hưng phấn cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, hệ thống sân tập tại Gotemba có tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo phục vụ cho quá trình cày ải của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong 11 ngày tập huấn tại đây. Trong ngày tập luyện hôm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu triển khai giáo án củng cố về thể lực cho các cầu thủ với sự kết hợp các bài tập trong phòng gym và các bài tập ngoài sân cỏ. Tinh thần các cầu thủ rất hưng phấn và thể hiện tập trung cao độ trong giai đoạn huấn luyện quan trọng này. Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cho biết, đội tuyển U18 Việt Nam được phía bạn Nhật Bản hỗ trợ và tạo điều kiện rất thuận lợi. Kế hoạch hoạt động, tập luyện và thi đấu cọ sát của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều được sắp xếp một cách phù hợp với mục đích chuyên môn của ban huấn luyện. Cụ thể, xen kẽ với các ngày tập luyện, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có 3 trận đấu tập với các quân xanh khác nhau gồm tuyển sinh viên trường đại học Kanagawa ngày 17 tháng 7, tuyển sinh viên trường đại học Sanno ngày 21 tháng 7 và tuyển sinh viên trường đại học Nihon Kugakuin ngày 24 tháng 7. Kết thúc lượt tập huấn tại Gotemba, Nhật Bản, đội tuyển U18 quốc gia sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi vào giải vô địch U18 Đông Nam Á năm 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2019.